chữa cái bài tập số 4 này, bài Udemy này. Tại sao mà chữa cái bài này? Bài này nhìn nó linh tinh nhưng mà thực tế là phải sử dụng cái thuộc tính Poisson Absolute. Đấy. Tức để làm cái khối như này này thì bắt buộc là cách làm bình thường vẫn là làm một khối chuẩn trước, xong đó là copy paste ra đúng không? Tuy nhiên là em thấy rằng là ở đây có một vấn đề nhỏ nhỏ là gì? Cái này là ba chữ, ba dòng đúng không? Cái này chỉ có hai dòng thôi. Nhưng mà cái chữ này luôn luôn ở dưới. Cái chữ này luôn luôn ở dưới. Nhưng mà nếu mà em sử dụng cái margin top của cái khối này này, giả sử em để margin top khoảng tầm 40 pixel chẳng hạn. Thì khi mà nó ít, nó nhiều, nó ba dòng chữ thì em để đây là chính xác. Nhưng mà nếu mà hai dòng chữ nó tự động nó co lại thì những cái chữ này nó bị tụt lên trên. Đấy, tức là từng 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 cái thuộc tính từng cái dòng chữ này nó sẽ ảnh hưởng đến cái khối này nếu em dùng padding. Đấy. Cho nên là để mà cái khối này nó đính chặt vào đây này thì em có ba cách. Đấy, em có ba cách. Em có hai cách thôi. Cách một là em dùng thuộc tính flex, thuộc tính này chưa dạy. Thì sau đấy đến flex em chữa lại cái này thôi. Và thuộc tính số 2 thuộc tính học rồi là thuộc tính chia layer. Tức là thay vì em sợ rằng là cái khối chữ này nó dài ra thì cái này nó bị đẩy xuống thì em tách ra, tách cái khối này dưới cùng này ra hẳn một layer riêng. Và đính nó ở dưới cùng thì như vậy là khi mà nó tách layer ra thì cái khối này dài hay ngắn thì nó đều không ảnh hưởng cái này hết. Vì nó hai layer riêng biệt mà. Đúng chưa? Thế như vậy khối này thì nhìn thôi nhưng mà mình sử dụng cái thuộc tính là Poisson Absolute để mình tách layer ra thì nó mới không bị dính cái này vào. Và cái thứ hai ở đây nó có dùng icon cho nên em phải sử dụng cái phông hoa sâm nữa. Đấy thì như vậy là cái bài tập này nó phải dùng hai kiến thức. Một là phông hoa sâm. Và hai là sử dụng Absolute. Đấy, cái bài tập Udemy ấy. Rồi thì bây giờ để xác định là dùng phong hoa sâm rồi vì nó có icon này rồi thì em sẽ download phong hoa sâm về đã. Phong hoa sâm đầu tiên là bạn download về. Sau đó là em giải nén nó ra nhé để nó folder riêng. Như anh download rồi chứ anh giờ xem nào. Phong hoa sâm à chưa, download đi. Kích vào nút download thôi, ngay đây thôi, chỉ khoảng kích vào no thanks mình download đây. Bản trên là bản pro thì nó có thêm mấy cái icon xịn hơn. Mình dùng bản này là chuẩn rồi. Cái bản này nó cái phong hoa sâm nó có cả plugin cho Photoshop nhé. Tại vì nó ở mức độ là gì nhỉ? Mức độ phổ biến đến mức đấy rồi. Tức là thiết kế shop bây giờ 90% những sản phẩm trên Pinterest nó đều dùng cái phong hoa sâm đấy. Cho nên nó phát triển hẳn một cái plugin cho cái này. Sau khi download về rồi em kích đúp vào đấy nhá. Em kích đúp vào folder bên trong. Sau đó ra ngoài desktop ấy, em tạo cho anh một folder mới ở đây. Anh ví dụ anh vào một cái folder là 1411. Đấy, sau đó là anh kéo toàn bộ cái file ở trong này ra. Vào trong này. Đấy. Sau đó là sau khi xong này rồi thì trong cái Substrate Tech nó có một cái tính năng là tính năng quản lý theo theo folder, tức em giữ nguyên cả folder này. Em kéo trong Substrate Tech thả ra. Đấy, như vậy tách ra một cái phần menu riêng bên này. Thì trong này mình có thể quản lý được các cái thuộc tính trong này. Đấy thì sau đó là bạn kích vào folder bạn tạo new file này. Thì nó sẽ tạo file mới rồi ấn Ctrl S nó tự lưu ở trong folder này này. Đấy, cái này giúp cho em quản lý trong folder nhá, nó rất là dễ. Bạn đặt tên là 1.html nhá. Đấy bạn thấy là ở đây nó xuất hiện thêm file 1 nữa, mình kích file 1 này. Bạn gõ những phím tắt cơ bản là HTML 2.5 này, tab một cái này. Đó đây là về udemy.com. Sau đó bạn gõ một cái link ở đây. Ấn nút tab một cái, nó sẽ link đến file CSS. Thì để mà cài đặt cái phông hoa sâm ý, thì các bạn phải kích vào folder CSS và copy cái này, rename nhé. Em copy nguyên cái tên này cho anh. Đấy. Sau đó là ra ngoài file HTML em paste đây. Tuy nhiên nó để trong folder CSS thì em phải có folder CSS trước xong gạch paste ra. Đóng lại. Đó. Tiếp nhá. Tiếp theo là em sẽ tạo một file mới là file 1.css. Em xếp luôn là 1.css. Thì em thấy là bên này nó quản lý luôn cái file 1.css bên này này. Đấy, trong file này chỉ viết một cái sao đây. Margin 0, padding 0 để reset lại. Khi mà em học đến cái công cụ Bootstrap ấy thì tự động nó sẽ có cái reset ngay ở đấy rồi. Bootstrap nó reset cho mình rồi. Còn đây là mình đang viết bằng tay cho nên là mình phải tự viết lấy. Đấy, sau đó là em cài đặt xong rồi. Đấy là bước đầu tiên là em cài đặt cái môi trường là mình cài đặt cái Absolute đã. Anh nhắc lại chút thì thuộc tính Absolute thì nó cần có
hai cái deep, một là deep bố và hai là deep con. Thì trong trường hợp của cái bài Udemy này này, cái deep bố sẽ là cái deep mà bọc ngoài khối này, nó gọi là deep bố. Và deep con chính là cái khối này luôn. Còn cái khối này ấy, thì em để nguyên chả làm gì hết. Cái khối gồm ảnh và text này, em không phải làm gì hết. Bởi vì là nó nằm ở layer, nó nguyên ở layer body, body là layer 0. Em chỉ tách layer cái này thôi, em chỉ tách cái này thành layer riêng thôi. Em không phải làm gì cái khối này nữa. Được chưa? Làm tiếp thôi. Đầu tiên là để làm được cả cái file web này ấy, thì em sẽ dùng cái thuộc tính là em sẽ sử dụng cái CSS và HTML cho một khối thôi. Xong sau đó mình làm chuẩn rồi thì mình copy paste ra nhiều khối. Thì đầu tiên là mình sẽ đặt tên cho nó là chấm khối ảnh nhá. Xong rồi mình nhớ comment vào đây để mình còn copy mà. Hết khối ảnh. Sau đó mình bôi đen nó vẫn còn chưa hỏi chấm để mình comment lại. Tiếp trong khối ảnh thì nó có một phần tử ảnh này. Một phần tử này, một phần tử này. Nhưng mà em thấy rằng là khi mà di chuyển lên tất cả những phần tử này thì nó đều có cái trạng thái là đang kích vào thẻ A. Đúng không? Như vậy bạn thay vì em dùng là cái thẻ đây là thẻ deep thì em dùng đây là A. Đấy. Thì như vậy là coi như là một thẻ A bọc lấy tất cả luôn và href tạm thời mình không để gì hết. Để cho đỡ thì nhà em nhìn thấy ở đây là di chuột cái khoảng trắng nó cũng nhìn nó có hình bàn tay. Được chưa? Tức là nó tăng cái diện tích để kích vào. Tiếp theo bên trong thẻ A thì sẽ có một thẻ img. Img anh để là class là thôi không cần class nhé. Đấy, cái này chờ nó chỉ có một ảnh thôi. Mình xếp cái ảnh này về. Lưu hình ảnh. Đặt ở folder này. Tên là số 1 nhé. Sau đó em đặt là 1.jpg. Nhưng những cái gì em lưu ở folder này nó tự động cập nhật ở bên trái em ạ. Đây này, nó 1.jpg này. Đó. Nên mình sẽ quản lý rất dễ và tìm ảnh rất dễ. Tiếp đó là dưới là một cái thẻ. Cái này là link đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này mình link đã bọc tất cả rồi cho nên cái này nó chỉ là một cái thẻ tiêu đề thôi. Mình ghi là chấm tiêu đề. Còn nó không cần phải thẻ A. Còn bạn nào mà có thẻ A ở đây là sai nhá. Sai vì sao? Sai vì sao? Bởi vì là nếu mà em viết như này nó hiểu là cái thẻ A này là đóng của cái A này. Đây cái A này là cái A này là đóng của cái này. Đấy, như vậy nó sẽ bị lỗi. Nhớ. Đấy, cho nên là trong trường hợp này anh chỉ biết là span thôi hoặc là chấm thôi là nó hiểu là span. Đấy, xong rồi mình copy cái text ra đây. Ví dụ mình copy cái text 3 dòng như này nhá. Paste ra. Tiếp đó là một cái thẻ ở dưới nó là cái dòng tác giả này. Thì mình copy cái tiêu đề cái tác giả. Đấy. Chấm tác giả đi. Đặt tên luôn cho nó là tác giả. Và một cái tên nào đó. Bất kỳ ở đấy. Nhớ. Tiếp đó bên dưới nó có một cái khối riêng. Cái khối này thì cái khối này bao gồm một cái icon này. Một cái số giá này. Đúng chưa? Như vậy sẽ làm một cái là gì nhỉ? Chấm layer 2 đi. Đấy. Trong layer 2 này nó sẽ có hai phần tử. Là phần tử trái và phần tử phải. Anh tách ra luôn là trái. Trái sẽ là có cái icon mấy người này, hình người này. Thì em phải vào phong awesome em search thôi. Em kích vào icon này này. Sau đó em đánh chữ user vào trong cái phần icon này. Em đánh chữ user vào đây. Đấy, xong ở dưới nó tự nó không bao. Cũng được à? User. À đây này, nó chính là icon này này. User có chữ S nhé, đúng không? Như vậy em thêm icon vào trong này bằng cách là gì nhỉ? Một thẻ bất kỳ, ví dụ như thẻ B, thẻ Y gì đấy. Một thẻ bất kỳ em nghĩ ra như thẻ Y nhé. Chấm F3. Chấm F3 gạch ngang tên của nó. Tên của nó đây là user có chữ S. Thì em đánh chữ user đây. Đấy, trong cần tab một cái là sẽ có ngay icon đấy mày. Được chưa? Em nhìn thấy icon đấy chưa? Đấy, ngay icon đấy này. Được chưa? Icon bây giờ nó là chữ thì nó sẽ load nhanh hơn. Nhưng web xịn thì nó sẽ sử dụng như icon là chữ. Để cho nó không bị ảnh nó không bị xấu khi mà phóng to lên. Sau đó là có một cái số ở đây, có một cái số liệu bên cạnh. Ví dụ như là 1.16.9k nhỉ. 16 thì nó là thẻ khác nhé. Thẻ số đi. 16.9k instant interest. Sau đó là bên phải nó là giá trị là số. Đánh đổi bên phải nó có cái deep là deep chấm giá. Cái deep giá này anh sẽ để nó là 200 đô. Đô 200 nhỉ. Rồi. Như vậy là mình đã xong cái phần xử lý cơ bản đúng không? Nó gồm hai phần nhé. Đấy, một là cái phần cái đống ảnh và text ở trên. Và hai là một cái layer ở dưới nó bám chặt vào cái phần dưới này. Được chưa?
Thì như vậy là anh view trên Chrome này. Ban đầu sẽ hiển thị như này, bây giờ mình sẽ sử dụng cái thuộc tính đã học để mình biến nó thành cái giao diện như thế này. Rồi. Bây giờ mình sẽ đầu tiên là mình viết select từ trên xuống dưới là cái thẻ khối ảnh trước. Đầu tiên là em phải áp dụng đúng công thức nhé. Cái công thức để chia layer là gì? Đấy, công thức để chia layer là cái deep bố và đóng vai trò là mốc. Và deep bố nó phải có ba thuộc tính là width 2 và portion relative. Deep bố đây chính là cái khối này, nó gọi là deep bố. Thì vậy em áp dụng đúng công thức vào thì em sẽ có là chấm khối ảnh. Đấy, width là bao nhiêu đó thì bạn phải đo control pin đúng không? Bạn đo xem nó rộng bao nhiêu đó. Đây anh đo tạm thôi. Áng chừng thôi để bạn hiểu cách làm. 270 nhân 340. Thì như vậy đây là width 270. Đấy, và HW một cái là 3.40. Và bạn nhớ là thẻ đây là thẻ A nhá, thì mình phải để thêm một tính display block nữa thì nó mới hiểu hai thuộc tính trên. Và sau đó theo công thức thì có portion relative nữa. Đấy, tức toàn bộ cái này là theo công thức hết. Tiếp đó là gì nhỉ? Em để cho nó là background màu màu trắng nhé. Background color white. Đó. Và cái nền body thì nó có nền là xám, như vậy anh sẽ viết thêm một cái đường dòng ở trên là body. Background là cái màu xám. Ở đây anh sẽ chọn một cái màu e, hình như nó cũng hơi xám tí. Em view thử xem nào. Xem mà nó có xám không. Đấy, nó xám đúng không? Bạn nhìn thấy khối trắng không? Hiện nay cái ảnh nó bị lòi khỏi khối này. Thì em muốn nó không bị lòi thì em có hai cách. Một là em để overflow hidden. Thì những cái gì mà bị tụt ra ngoài thì nó sẽ ẩn nó đi. Đấy, giống như kiểu mask. Cách số 2 là mình đặt độ rộng cho cái khối cho cái ảnh. Chấm khối ảnh. Cách img là viết ra thẻ img nằm trong khối ảnh. Em đặt cho nó độ rộng chính xác bằng cái độ rộng của cái gì? Của cái trên luôn. Của cái deep trên luôn thì như vậy là nó sẽ tự động thu về. Được chưa? Tiếp. Sau khi đặt này rồi thì mình sẽ xử lý đến cái phần tiếp theo. Anh cho dịch ra tí này. Đây, mình xử lý đến phần tiếp theo là cái phần chữ. Cái chữ là cái chữ tiêu đề này thì nó có cái lát là tiêu đề cho nên em sẽ viết đây là gì chấm tiêu đề đấy bạn để cho nó phông size là 14 pixel nhỉ color màu là màu black nhỉ padding ngay ngang left nhỉ tại vì em thấy ở đây nó có một cái khoảng padding nếu mà làm chuẩn thì bạn sẽ đo khoảng cách của nó đấy con chân nó rơi khoảng 12 pixel nhỉ. Thế để padding left là 12 pixel. Và padding top cũng 12 pixel luôn. Đấy, nếu anh cắt Photoshop thì sẽ làm kỹ hơn nhưng ở đây thì anh làm tương đối thôi. Tuy nhiên là em thấy là ở đây thứ nhất là cái chữ này nó bị lên dòng ở đây. Thứ hai là nó chỉ cắt được đúng cái gì chữ photography thôi còn chữ gai thì nó không padding. Chữ gai đáng ra nó thuộc cái dòng này thì nó phải padding left là 12 chứ đúng không? Nhưng mà ở đây nó không padding. Lý do là vì em chưa để thử đến display block cho nên nó không hiểu một cách hoàn toàn được. Đấy, tôi tính display block để mở ra giới hạn về padding margin và width. Như vậy em thấy là nó sẽ tách hẳn một khối riêng và nó hiểu padding left và top. Được chưa? Tiếp theo cái chữ photography nó là tác giả. Thì như vậy là mình sẽ viết select cho cái tác giả bằng cách là chấm tác giả. Đấy, mình sẽ để cho nó là phông size khoảng tầm 12 11 pixel. Color là gray thì như thế. Nhưng mà refresh lại em thấy là cái chữ tác giả của mình ấy nó sẽ gì? Rất là nhỏ. Đấy, và em để cho nó padding nữa. Tất nhiên là em phải để display block trước. Theo như cái bài trước thì mình phải để display block. Sau đó padding left là 12 pixel. Như vậy cái chữ tác giả nó dịch sang. Đó. Và bây giờ để cho cái khối này của nó mất cái chân đi. Thì em dùng được tính gì nhỉ? Text decoration bằng none. Refresh lại. Không được lý do bởi vì sao này refresh nhé không được nhé lý do bởi vì là cái thuộc tính gạch chân này nó sinh ra do thẻ A khi em dùng thẻ A thì nó mới gạch chân còn khi em dùng cái thẻ span thì nó không gạch chân cho nên là bạn viết cái thẻ thuộc tính text decoration và span là sai đấy bạn phải viết vào đúng thẻ A cơ bởi vì cái thẻ nào gây ra thì nó sẽ phải viết vào thẻ đấy thẻ A chính là tác giả này à khối ảnh này cho nên phải viết vào khối ảnh đấy thì như vậy tất cả những cái thẻ A ở đây nó sẽ mất gạch chân đi được chưa. Bạn viết thẻ khác không chạy bởi vì là nó sinh ra cho thằng nào thì thằng đấy nó phải đi xử lý cái vấn đề đấy. Rồi. Thì phông chữ thì thôi anh bỏ qua nhá. Đấy, bởi vì thực tế mình không biết nó dùng phông gì. Anh xử lý cuối cùng là cái khối
khó nhất là cái khối này, đúng không? Thế làm khối này đầu tiên là mình phải gì nhỉ? Mình phải xử lý nó thôi. Chấm gì nhỉ? Layer 2. Đấy, đầu tiên mình phải cho một cái độ rộng là 270 pixel. Đấy, bằng độ rộng của thằng bố. Chiều cao luôn. Ví dụ là 50 pixel nhỉ? Anh cho background luôn để em nhìn ra rõ là cái khối của nó như nào đã. Background color là màu gray chẳng hạn, như thế. Sau đó khi mà refresh lại cái trang này em thấy là nó có một cái khối dài như này. Được chưa? Nhưng mà nó không hiểu được tính width. Em để width 270 nó ra nó phải dài bằng cái kia. Nhưng mà ở đây nó không dài bằng. Lý do vì sao nhỉ? Vì thuộc tính display block đúng không? Khi mà không có được display lock thì nó sẽ không hiểu được các cái padding margin và width height. Ví dụ ở đây anh không để display lock nó không hiểu được. Anh bỏ đi thử em nhìn đi ngay. Cái khối này nó tụt về ngay. Nó không hiểu luôn. Cho nên bắt buộc phải để display lock thì nó sẽ hiểu được độ rộng độ cao này. Đấy, tương tự như vậy cái khối xám này cũng thế. Anh để là width 270 nhưng mà nó không hiểu gì cả. Bởi vì mình chưa để display lock. Bạn nhớ thuộc tính này nhá. Thuộc tính này giải quyết những vấn đề mà nó bị lỗi do không hiểu padding margin. Nên nó xử lý luôn, đúng chưa? Tiếp đó để mà căn thành hai cột thì em sẽ phải là cho cái số 200 này sang bên phải. Thì để căn một cái phần tử sang bên phải thì em có mấy thuộc tính. Một là thuộc tính take align bằng right. Hai là thuộc tính float right. Thấy chưa? Đấy. Những kiến thức mình học mình có hai thuộc tính đấy. Thì ở đây thì nếu mà mình dùng thuộc tính take align right xem có được không nhá. Đấy. Hỏi nói các bạn biết là không được đúng không? Refresh này. Nó sang hết. Đúng chưa? Nó sang hết. Đấy, cho nên là cái này không được rồi. Cái này không ăn thua. Mà mình phải đặt vào cái thẻ 200 nhé. Chấm layer. Đấy, mình đặt vào thẻ 200 nhé. Chấm layer 2. Cái số 200 này nó được bọc trong một cái class tên là giá. Đấy, thì anh sẽ đặt là chấm giá. Đấy. Và cho nó một cái giá trị là take a line right thử xem có được không nhá. Đấy. Refresh này. Bạn thấy là không tác dụng gì hết, đúng chưa? Đấy, cho nên là mình phải sử dụng thứ hai là float right. Refresh lại. Ồ, thì nó sang rồi. Thế thôi. Take a line nó chỉ áp dụng với thằng bố thôi. Thằng bố tác dụng vào con thì dùng take a line được. Ví dụ em có một cái khối như này, bên trong là text. Thì em dùng take a line, take a line right thì như vậy là tất cả những cái text bên trong đấy nó sẽ sang bên phải. Được chưa? Mà ở đây anh chỉ muốn cho riêng phân tử số 2 sang bên phải thôi. Cho nên anh chỉ dùng float thôi. Float là tác dụng vào từng phân tử riêng lẻ. Hình dung không? Rồi. Thế như vậy là mình đã có được khối này rồi. Bây giờ để mà đính chặt vào đây. Thì như anh nói thì nếu mà em dùng margin thì em sẽ chắn là gì nhỉ? Chắc chắn nó sẽ bị sai. Bởi vì giả sử ở đây anh muốn cái khối này nó dịch xuống sát bên dưới. Thì đầu tiên anh sẽ giảm cái width em tí nhá. Chiều cao nó khoảng tầm là 20 pixel thôi. Thì nó từng này thôi. Đấy, cho nó muốn đính xuống cái dưới cùng này thì anh có thể dùng thuộc tính margin. Anh kiểm tra phần tử này. Anh dùng thuộc tính margin nhé. Đấy, margin top. Để mình dùng ra là, ví dụ em kích vào layer 2 này. Em cho thuộc tính là margin gạch ngang top. Khoảng tầm 20 pixel chẳng. Đấy, thì em thấy là nó cũng xuống đấy. Cho thêm vào. Khi nào nó xuống tít ở dưới thôi. Đấy, sit vào dưới luôn. Nên như vậy margin top là 103 pixel. Thì như vậy nếu mà anh muốn sit vào anh có thể dùng một cách thủ công là margin top là 103 pixel. Thế, tuy nhiên là ok đúng không? Bây giờ nếu mà anh dùng một cái div khác mà anh có chữ nó dài hơn, ví dụ như cái chữ này của nó là 3 dòng cơ. Anh copy thêm vào đây. Đấy, thì anh kia anh refresh lại. Thì anh thấy là cái chữ này nó bị đẩy ra khỏi khối này luôn. Bạn đây anh bỏ cái background đi, bạn sẽ nhìn rõ hơn này. Bỏ cái background là gray đi, white background là transparent đi. Đấy, em nhìn rõ là cái khối này nó bị đẩy ra khỏi cái khối trắng luôn, nhìn thấy không? Đấy, tức là nếu mà em dùng thuộc tính margin thì nó sẽ không phụ thuộc vào cái chữ này nữa. À, nó sẽ phụ thuộc vào cái chữ dài hay chữ ngắn thì nó sẽ bị căn lên hay xuống. Đấy, nó bị thò thụt rất là xấu đúng không? Chữ một dòng thì nó lên, chữ hai dòng thì vừa, mà ba dòng thì lại xuống. Đấy. Cho nên là mình sẽ không dùng tính margin nữa, mình dùng thuộc tính gì? Chia layer. Thế, tức là cái layer số 2 này. Thì để chia layer số 2 thì mình phải đúng công thức thôi. Tức là dipcon mà muốn chia layer thì mình thỏa mãn bốn cái thuộc tính là gì? Position map absolute, top, left và z-index. Viết nguyên mà thôi. Cứ đúng công thức thì không bao giờ sai cả.
Đấy, ban đầu cứ để đúng công thức đi, không pixel này, left không pixel này, và gen deck. Đấy, trong trường này cũng không cần thiết là, nhưng mà anh cứ viết cho đúng công thức, nó không bị thừa đâu. Thì như vậy khi mà refresh lại thì em thấy rằng là cái khối của mình nó gì nhỉ, nó đã cắt lên trên rồi. Hiểu chưa, mình bỏ margin đi. Đấy, trên lớp thì không cần margin nữa, thì em thấy là nó sẽ căn lên top không pixel và left không pixel ở nó vị trí này, nhìn thấy không, để background nhìn dễ nhá, là gray đi. Đây, cái khối của mình đây này. Rồi bây giờ mình muốn căn xuống dưới cùng thì mình đổi lại top thành bottom thôi. Đấy. Thế là xong. Đấy, mình bỏ cái gray đi. Được chưa? Bây giờ nếu mà mình tăng cái chữ lên hay là mình giảm cái chữ đi thì nó không ảnh hưởng gì nữa rồi. Mình copy nhé. Anh cho anh 4 dòng đi. Đấy, thì khi refresh lại em thấy là cái chữ nó vẫn đứng nguyên này. Được chưa? Đấy, nó chỉ khó ở chỗ đoạn đấy thôi, tức là bây giờ với những cái khối nào mình muốn đính chặt vào một cái khối, ví dụ như cái ribbon hay là những cái mảnh ở trên góc này, ví dụ như là sale hay cái gì đấy, mình muốn nó không phụ thuộc vào cái nội dung này thì mình phải tách ra một layer riêng. Nó luôn cái này. À, xong sau đó là mình chỉnh lại một số xe nhé, ví dụ như là padding margin gì đấy em chỉnh lại thôi. Đấy. Thì em sẽ tích vào layer 2 này, chỉnh nốt cái thuộc tính đi, color này, ví dụ như là gray nhỉ, đúng không? Refresh này, padding một tí này, padding trên dưới không, trái phải 20 pixel hoặc 15 pixel nhỉ. Đấy, thì như vậy mình giảm này đi còn khoảng là 240, vì trái 15 phải 15, như vậy tổng nó là 30, 30 cộng 240 này bằng đúng 270, như vậy thoát lại hai đúng không. Padding bottom một chút xíu khoảng tầm là 5 pixel. Năm px nhé, mình viết thiếu. Đấy thì nó dịch lên nhìn nó đẹp hơn. Sau đó mình có thể sửa lại, ví dụ như cái chữ giá này nó sẽ đẹp hơn một tí. Thì em để nó color green nhỉ. Là loại như vậy mình chỉnh lại. Những đoạn sau tự chỉnh lại nhá. Anh chỉ làm cái cơ bản thôi. Là cái khó nhất là cái phần chia thôi. Còn những cái phần như là chi tiết về phông chữ, cỡ chữ, khoảng cách, cỡ chữ nhỏ hay chữ đậm gì đấy em tự chỉnh lại. Ok. Anh chỉ chữa cái phần khó nhất là phần đấy thôi. Tiếp đó là anh xử lý nốt cái phần là chia layer, chia cột. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái thuộc tính là float left. Có hai cách để chia thành từng cái này. Thì đầu tiên là em phải cho nó float left đã. Sau đó em cho margin nữa. Margin right tầm là 20 pixel nhỉ. Và margin cái ngang bottom là 20 pixel. Thì như vậy là nếu mà mình copy cái div khối ảnh này ra thành nhiều div nhỉ. Ctrl Shift D nhé, hoặc là Ctrl C, Ctrl V cũng được. Thì thế ra ngoài nó sẽ gì nhỉ? Thành rất nhiều div. Ctrl 0 đi. Đó. Ctrl V vài phát nữa. Rồi, bây giờ nếu mình muốn là mà có hai cái div và có bốn phần tử trong một khối này thì mình phải tính độ rộng của nó. Tính nhá. Thì độ rộng là 270 này. Margin right là 20 này. Như vậy tổng của nó là 290. 290 nhân 4 mình ra cái máy tính này. 290 sao 4, 290 sao 4 này, thì bây giờ 1160. Thì như vậy là em phải bọc tất cả những cái khối nội dung này trong một cái div, gọi là div nội dung nữa. Sau đó là có thể đóng này, mình sẽ đóng ở dưới cùng. Đấy. Sau đó mình sẽ đặt cho cái div nội dung của mình một cái độ rộng, là mình độ rộng vừa tính xong. Chấm nội dung. Width của nó sẽ là 1160. Và một thuộc tính để căn giữa. Trong trường hợp này mà để căn cả khối ở giữa thì mình dùng thuộc tính là margin auto. Margin auto. Là thuộc tính dùng để căn cả khối ở giữa. Nhấn dung nhỏ nó ở giữa này. Đó, từ đấy về sau thì khi mà copy paste những cái khối tiếp theo thì nó tự động, nó có gì nhỉ? Tự động nó dàn ra. Như vậy thì mình sẽ có được khối này. Được chưa? Nên anh làm chưa chuẩn lắm về chữ, nhưng mà đại loại là cách trình bày cho như thế. Như thế là mình được khoảng 90%, 95%. Còn một số cái cuối cùng anh nói nốt này. Tức là ở đây nếu mà làm thế này thì cũng là gần chuẩn rồi. Nó còn một chút xíu chưa chuẩn nữa, anh sẽ chỉ ra cho em. Tức là bây giờ nếu mà em để cái background của cái div nội dung này một cái background đi, là màu black đi chẳng hạn, thì em sẽ nhìn thấy rằng ở đây là nó có một cái vùng
em để overflow hay được nhé. Đấy. Và đây mình sửa lại là background cái ngang color black ạ. Đấy thì em nhìn thấy khối đen chưa? Khối đen là chuẩn đấy, nhưng mà gì nhỉ? Khối đen này sẽ căn giữa. Nhưng em thấy là bên mép khối đen bên phải nó có một cái gì nhỉ? Nó có một cái phần đen đúng không? Cho nên là thực ra căn giữa đây là căn giữa cái khối đen này, cho nên em nhìn thấy nếu bạn nào mà nhìn kỹ thì thấy là nó hơi bị lệch ở bên trái chứ không phải là căn giữa hẳn. Bởi vì nó bị dư 20 pixel bên phải. Hình đúng không? Như vậy là theo đúng chuẩn thì nó không được chuẩn lắm. Nó bị dư 20 pixel nếu bạn để ý 20 pixel. Mà để xử lý 20 pixel này thì em thấy rằng là nó sinh ra từ đâu đã? Nó sinh ra do cái deep khối ảnh này. Anh để margin right là 20 pixel. Hiểu chưa? Nhưng mà anh chỉ cần là cái deep 1, deep 2, deep 3 là margin right thôi. Còn cái deep số 4 thì anh không margin right nữa. Đấy. Thì như vậy anh sẽ trừ đi một chút xíu, anh để nó 1140 pixel. Được chưa? Tuy nhiên nếu anh để 1140 pixel ấy thì nó chỉ lên được 3 thôi, vì cái thứ tư của nó bị thừa 20 pixel, nó không đủ chỗ để nó lên. Đấy, cho nên là để thế này thì chuẩn nhưng mà cái khối thứ 4 lại không lên được. Đấy, cho nên em phải gì nhỉ? Em phải set cho tất cả khối thứ 4 không có margin nữa bằng cách sử dụng là khối ảnh 2.nth gạch ngang child. Child là con ấy, 4n. Có nghĩa là những phần tử 4, 8, 12, n bằng 1 thì là 4, m bằng 2 thì 2 nhân 4 là 8, n bằng 3 thì 3 nhân 4 12, n bằng 4 4 nhân 4 16. Tức là những phần tử mà thứ tư ấy, bội của 4 ấy thì nó sẽ có margin right 0. Là khi mà em refresh lại em thấy rằng là nhỉ, nó lên được. Bởi vì lúc này cái phần tử thứ 8 của em là gì à? Nó sẽ có margin right 0 rồi. Lúc này nó mới là chuẩn này. Còn vừa nãy là nó gần chuẩn thôi, nó gần chuẩn. Đó. Ok, thế như vậy là ở đây anh giải thích thế, nhưng bạn nào mà muốn làm chuẩn thì bạn phải chú ý đến cái NTS trai này. Cái NTS trai này có nghĩa là chỉ ra những phần tử thứ mấy đấy. Giả sử cách thứ hai có thể dùng ghi đề, tức là bạn có thể là đặt tên cho cái số 4 này này, một cái class là cái số 4 nhỉ. Cái này cũng là cái số 4 nhỉ, thì hai cái này cùng cái số 4 và hai riêng cái số 4 mình sẽ để margin right là không. Tuy nhiên dùng cách đấy thì nó bị mất thời gian một cái là em phải đi tìm cái nick số 4 số 8 bằng tay, xong em tự đặt cái class đấy. Thì nếu mà người dùng người ta cũng không không thể nào mà người ta quyền kiểm soát được cái đấy đúng không? Thế cho nên là cái đấy cũng được, nhưng mà đấy là đối với mình thôi. Còn đối với người dùng thì mình nên dùng cái cách 4N để nó tự động. Tức là về sau nó cứ tăng khoảng 100 cái thì nó cũng tự động hiểu là những cái thứ tư nó mất. Và cái này nó có công thức đấy. Ví dụ như số lẻ ra là gì nhỉ? Số lẻ là 2N cộng 1 đúng không? 2N cộng 1 đây này. Thì như vậy là những cái số lẻ như là 2, 3, 6, 9 thì nó sẽ không. Phần tử 1 này, phần tử 3 này, phần tử 5 này, 7 này là nó sẽ không có margin nữa. Tức là mình có thể dựa vào từng cái trường hợp của mình để mình đặt công thức cho nó chính xác. Đấy, cái công thức là công thức cho từng phần tử trong một dãy các phần tử. Đấy, ví dụ mình chia 3 cột thì phải là 3N đúng không? Rồi. À, thế như vậy là mình hoàn chỉnh xong cái này, mình bỏ cái background nữa là xong nhá. Thế tổng kết lại cái bài này anh sử dụng cái thuộc tính là gì nhỉ? Thứ nhất là dùng form awesome để xử lý hiển thị cái icon. Đấy, cái này nó nhỏ thôi nhưng mà cũng nói luôn để bạn hiểu cái cách cài đặt nó. Tương đối đơn giản, chỉ cần down về thôi. Thứ hai là sử dụng cái còn một cái nhỏ nhỏ nữa, giả sử cái trang này nó có cái số 50 gạch này. Em dùng thẻ Dell em ạ. Thẻ DL ấy. Thẻ này chắc là quên. Ví dụ như em để là 10 đô nhỉ? Hoặc là 400 đô nhỉ? Mà muốn nó gạch đi em dùng cái chữ DL tab một cái và nhét cái này vào đây. Thì khi như vậy nó sẽ có dấu gạch. Đâu rồi? Đây này. Nhìn được không? Nó có 400 nó gạch này. Đấy. Đây là do thẻ thôi. Rồi, sau đó mình sử dụng absolute để mình xử lý cho cái khối bên dưới nó luôn luôn đính chặt vào bên góc dưới này. Đấy, kể cả cho cái chữ này nó có ngắn hay dài. Đấy là một cách xử lý nếu mà mình muốn những phần tử nào đính chặt đấy. Hoặc như Facebook thì nó cũng sử dụng đính chặt đây, đính position. Đây em nhìn thấy cái menu cái quận này nó đứng yên này này. Nó đứng yên từ đầu đến cuối này, cái thuộc tính này cũng absolute này. Cái phần bên phải cũng absolute này. Nó đứng yên, cái khuôn này cũng đứng absolute này. Nó đính chặt đấy luôn. Rồi. Đây, anh sẽ dừng video.